Xin chào tất cả bạn, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với Học Từ Đầu. Vở video tiếp theo này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để copy một cái dữ liệu nào đấy từ file Excel sang file Word mà vẫn giữ nguyên định dạng. Trong lúc các bạn xem video ấy, nếu các bạn thấy video của Học Từ Đầu ý, các bạn có thể bấm subscribe hoặc đăng ký để theo dõi những video tiếp theo sau của mình. Và nếu có vấn đề gì các bạn thắc mắc, các bạn có thể comment ở phần dưới video. Và quay trở lại với bài của chúng ta ngày hôm nay. Thì để copy được giữ nguyên định dạng từ Excel sang Word, các bạn làm như sau. Đầu tiên mình sẽ lấy cho các bạn một ví dụ. Ví dụ như ở đây mình có một cái bảng này, mình sẽ copy vài cái dòng. Ví dụ mình sẽ copy vài cái dòng này. Mình bấm Ctrl C chẳng hạn, hoặc là mình chọn copy và mình mở file Word lên và mình sẽ bấm Ctrl V, tức là copy một cách thông thường ấy. Thì các bạn nhớ này. Thì đây chính là mình lúc mình sử dụng Ctrl C và Ctrl V, đúng không? Thì là nó sẽ được một cái bảng như thế này. Và cái dữ liệu thứ hai mình muốn sử dụng, đấy là cho mình sử dụng một cái bảng này, mình có một cái file thống kê là tháng 1, tháng 2, tháng 3. Và ở đây thì tổng là bằng tháng 1, tháng 2 cộng tháng 3 cộng cộng lại. Ở đây các bạn nhìn thấy cái sum từ J8 đến L8 ở đây. J8 với cả L8 ở đây. Đúng không? Tức là mình sẽ thử copy cái bảng này, mình sẽ bấm Ctrl C và mình cũng sang bên này mình bấm Ctrl V. Thì ở đây các bạn này, khi các bạn bấm Ctrl C và Ctrl V ấy, thì cái điểm khác biệt nếu ở đây là một cái file Excel và có hàm. Hàm các bạn nhé, ở đây có hàm tổng này. Thì sang bên này các bạn sẽ không sửa được. Ví dụ như ở đây 50 nhá, mình thay ở đây 60 ấy, thì về nguyên tắc cái tổng của mình phải là bằng 227 đúng không ạ? Mình thay bằng 60. Nhưng mà ở đây thì nó sẽ không tự thay cho các bạn, đúng không? Đúng không? Ở đây mình thay bằng 60 thì ở đây tổng phải là 227 nhưng mà nó đã không tự thay, hoặc là ở đây 12 mình cho lên 22 chẳng hạn thì rõ ràng ở đây nó phải là 103 chứ không phải là 93 đúng không? Thì nếu các bạn copy một cách thông thường như thế thì nó sẽ không copy các cái thuật toán à, các cái phép toán cho các bạn. Và để copy được phép toán thì các bạn làm như sau. Để copy được phép toán thì các bạn cũng kích chuột phải và các bạn chọn Ctrl C chẳng hạn để copy, hoặc là các bạn kích chuột phải chọn copy xong đấy sang cái phần Word ấy, thì các bạn kích chuột phải và nó sẽ hiện thị ra mấy cái sự lựa chọn path như thế này. Nhưng ở đây ấy, để path nguyên định dạng thì các bạn làm như sau này. Các bạn vào cái phần path ở phía trên đây, sau đấy các bạn chọn cái phần thứ hai này này, và các bạn chọn định dạng của nó là Microsoft Excel 2003. Các bạn ok. Khi các bạn ok nhé thì các bạn thấy này, bây giờ lúc trên này mình thay 60 thì ở đây nó không không tính tổng lại cho mình đúng không? Nhưng mà bây giờ ở đây khi mà mình chọn vào ấy, mình thay ví dụ ở đây 50 mình sẽ thay là 60. Mình enter thì ở đây nó tự tự cộng lại cho mình ở đây. Các bạn bây giờ 227, bây giờ ví dụ ở đây 12. Giờ mình cho lên là 42 chẳng hạn. Thì ở đây nó sẽ cộng thêm 30 đúng không ạ? Đấy. Thì đây chính là cái cách mà copy mà nó vẫn giữ được cái thuật toán trong file Excel ở đây cho các bạn. Và đây chính là một cái việc mà chúng ta cần phải biết khi chúng ta làm việc với dữ liệu Word và Excel. Hoặc là các bạn có thể là làm thêm nhiều cái ví dụ khác đúng không? Hoặc là mình nói thêm một chút về cái phần path. Ví dụ như các bạn bấm ở đây, các bạn bấm copy nhé, xong đấy sang đây ấy, các bạn cũng có thể chọn path hình ảnh đúng không? Mình sẽ kích chuột phải và ở đây có cái path hình ảnh ở đây các bạn này, picture. Tức là khi path hình ảnh nhé thì các bạn không sửa được cái gì hết. Khi các bạn path hình ảnh thì bây giờ cái bảng này của chúng ta là cái bảng hình ảnh và các bạn không thể sửa được đúng không? Thì ở đây có nhiều cái chế độ path, và ví dụ path là giữ nguyên định dạng này, giữ nguyên link vân vân. Thì ở đây các bạn hoặc là path chỉ mỗi chữ thôi để không copy định dạng phía ngoài vân vân. Thì ở đây các bạn cứ nghịch thì các bạn sẽ ra nhé. Và hy vọng video có ích đối với tất cả các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.